Mưa rơi bao lâu chạm vào tim em đâu, hạt mưa rơi cho anh nhớ em. Hạt mưa rơi trong tim cồn cao như nỗi nhớ. Mỗi mùa mưa qua mùa xa, hạt mưa rơi bao lâu, mình yêu nhau bao lâu, mình xa nhau bao lâu. Hỡi em, từng đôi tay trong tay chờ cơn mưa sẽ hết. Mưa đừng vội vàng quá như tình. Cảm giác xưa quay về, khóc cho tràn bao kỷ niệm. Vẫn tay trong hư vô, anh vẫn cố tìm những khoảng không bóng dáng em. Trời mưa như xóa hết, tình đã chết, còn chỉ mỗi anh đêm mưa rơi. Kiều Như nè, bà đã nói chuyện với anh Tuấn về chuyện đêm qua chưa? Có gì để nói đâu. Sao vậy? Anh Tuấn đã có bạn gái, tôi chỉ là người đến sau, tôi có gì để nói. Sao bà biết cô gái đó là bạn của anh Tuấn? Không có phải như bà nghĩ đâu. Tôi đã nghe anh Hoàng kể lại hết rồi nè. Anh Hoàng kể hay sao? Cô ta quen biết anh Tuấn, cô ta gặp nạn nên anh Tuấn cứu thôi. Có nghĩa là anh Tuấn với lại cô ca sĩ đó không có cái gì thiệt hả? Thiệt. Hai người đó không có gì đâu. Nhưng mà bà cũng yếu đuối quá. Tình yêu á là phải tranh đấu, biết không? Không lẽ bà cứ ngồi chờ rồi tự nhiên trên trời rơi xuống cho bà hả? Nè Thu Vân, chứ bà nói tôi phải làm sao? Tôi nói cho bà nghe nè, người như anh Tuấn á, vừa tài giỏi vừa đẹp trai, bà mà không giữ á thì mất đáng chịu á. Giữ mà giữ làm sao, tôi đâu có biết đâu. Để tôi làm quân sư cho bà ha. Nhớ phải có quà cáp chu đáo cho quân sư nha. Trời ơi, chưa gì đã đòi quà quân sư kiểu gì kỳ vậy? Thì phải vậy chứ, tình nghĩa quan trọng hay quà cáp quan trọng. Tôi có kinh nghiệm phải trả bằng xương máu, giờ tôi lấy công lại là công bằng thôi. Bà á, tính toán quá à. Chính như bà, chưa chiến mà đã bại thì chỉ có mà chết. Có được ông Bạch Mã hoàng tử nào là bị giật mất ông đó rồi ngồi đó than khóc. Nè, tôi than khóc hồi nào? Tôi chỉ buồn thôi chứ bộ. Bà nghe bài thơ này chưa? Để tôi đọc cho bà nghe nha. Chổng mông gào lại ông trời, lại rằng con muốn có chồng lắm ông. Ông trời ông bảo rằng không. Mày ngu hết thuốc hả? Lấy thằng nào ưng? Nè, bà dám tưởng tôi ngu hả? Đứng lại đó. Bị đâu đây? Em tới thử coi anh làm việc có quen không. Cảm ơn em. Công việc có khó khăn gì đâu, nên đã làm quen cũng nhanh. Vậy anh có mệt không? Không. Không sao đâu mà. Anh Tuấn. Hả? Chú Quỳnh kêu anh ở trỏng kìa. Ờ. Vô liền nghe anh. Anh đi vô làm việc đi.
Em chờ chút xíu nha. Ừ. Dạ. Dạ, có chuyện gì không chú? Ừ, con coi lại mấy cái sổ sách coi. Lúa đợt này sổ ít quá con. Dạ. Chào chị. Chị tới thăm anh Tuấn hả? Tôi đi công chuyện nên sẵn tiện ghé thăm ảnh thôi à. Chị chờ chút đi, ảnh đang có việc, lát nữa ảnh ra à. À, xin lỗi nha, cô tên gì vậy? Kiều Như. Còn chị? Chào Kiều Như, tôi là Quang Nhị Hà. Chị là bạn sao với anh Tuấn vậy? Cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Vậy còn cô? Cũng chỉ là bạn bè bình thường. Nè chị là ca sĩ đúng không? Phải. Sao cô biết vậy? Tối hôm trước em có ăn ở chỗ chị hát. Chị hát cũng hay lắm. Cảm ơn cô nha. Nè, chị quen anh Tuấn lâu chưa vậy? Cũng chưa lâu lắm, cách đây khoảng một tuần thôi. Anh Tuấn kéo xe trước cửa nhà hàng tôi hát nên tụi tôi biết nhau. Còn cô, chắc là thân với ảnh lắm hả? Ừ. Hèn chi, tôi có nhìn thấy cô với ảnh mấy lần á. Vậy hả? Ừ. Chị thấy anh Tuấn sao hả? Sao là sao chứ? Thì con người của ảnh, tính tình của ảnh. Tôi thấy ảnh cũng bình thường thôi. Tính tình á thì cũng hiền lành dễ thương. Nhưng mà đôi lúc ảnh bị khùng á. Cô không biết chứ, lúc mới gặp nhau ảnh cứ ăn hiếp tôi. À, anh Tuấn. Ủa gì hả? Em mới tới hả? Em đi công việc, sẵn ghé thăm anh luôn. Nè, có trái cây nè, anh ăn đi cho đỡ mệt. Cảm ơn em. Anh quên, để anh giới thiệu cho chị Hà. Đây là Kiều Dư, còn Kiều Dư đây là chị Hà. Biết rồi. Tụi em làm quen rồi ha Kiều Như ha. Thôi, em có việc, ghé thăm vậy thôi. Em đi đây. Kiều Như ở lại chơi nha. Gì ha? Kiều Như đợi anh chút nha. Gì ha? Sao em ghé có chút xíu rồi em về vậy? Bộ em ghen nữa hả? Thì em ghen đó. Em về chứ ở đây mất công anh tiếp bạn gái của anh. Em làm kỳ đạt cả mũi hả? Em không có thích. Em đó. Ở chỗ này thì anh nhịn em, tới chỗ khác anh báo thù cho con. Chứ không phải anh thích lắm hả? Xạo. Em đi trước đây. Gì ha? Gì ha? Đi đi. Dạ thưa cô. Chị Hà dễ thương quá ha. Thì anh thấy cũng bình thường mà em. Em thấy hình như anh với chị đó đang rất thân với nhau. Trước kia anh nói hai người ghét nhau lắm mà. Bộ bây giờ quê rồi hả? Thì lập quà rồi. Nhưng mà tối hôm qua chị bị cái gì vậy? Má cô ấy thiếu nợ người ta, cho nên người ta bắt cô ấy ép phải trả nợ. Cô ấy bị bắt lúc đang nói chuyện với anh. Anh là đàn ông mà, anh phải can thiệp chứ đúng không? Thì ra là vậy. Nhưng mà em thấy hình như chị có vẻ thích anh lắm á.
Tuấn ơi, Tuấn. Chú Quỳnh kêu anh. Thôi anh vô trong làm việc nha. Chờ anh lâu lắm hả? Tha lỗi với em nè. Ủa, em coi chết bớt ở đây hả? Ừ. Sao lạ vậy? Lạ hả? Lạ nhưng mà có đẹp không? Vừa lạ là vừa đẹp, giống như em vậy. Làm sao đây? Thì là vừa khùng vừa dễ thương giống em chứ sao. Anh chọc em á hả? Nghe người ta nói á, con người khi mà chuyển kiếp thì vết bớt sẽ không mất đâu. Anh nhớ rõ nha, nếu như mà có kiếp sau, anh phải nhận ra em qua cái vết bớt này đó. Anh phải nhớ kỹ á, anh không được quên đâu. Em nói nhảm cái gì vậy? Làm gì có kiếp sau? Bộ không muốn gặp tôi đấy sao mà phải chờ tới kiếp sau? Em khùng mà, em không thể muốn nói gì em nói à. Ai kêu anh thương em chứ, anh phải ráng chịu đi. Má ơi. Ơi ơi. Má ơi, có xe tới kìa. Dạ mời cậu. Ừ. Xin chào bác. Chào cậu hai. Dạ. Cậu hai mới tới chơi hen. Dạ. Có Dị Hà ở nhà cậu bác. Dị Hà mới đi ra ngoài sắp về rồi. Dạ. Con có chút quà muốn tặng cho bác với lại mấy em ở đây. Dạ cho con. Cảm ơn cậu hai. Cảm ơn cậu hai nhiều. Con cảm ơn cậu hai đi con. Cảm ơn cậu hai. Vô đi con. Mời cậu vô nhà chơi. Ý, Dị Hà về kìa. Chào Dị Hà. Chào ông bạn. Chào. Dạ thưa bác. Ừ. Chào cậu hai. Chẳng hay hôm nay cậu hai tới chơi hay là có chuyện gì nữa vậy? Anh tới đây để mời em đi ăn. Bữa nay em mệt quá, hôm khác nha cậu hai. Ha. Con, cậu hai đợi con lâu lắm rồi đó. Đi chơi với cậu hai tí đi con, để cậu hai vui. Đi con. Đi con. Thôi, em đi với cậu hai đi, để tỏ lòng biết ơn của mình. Mang ơn thì phải trả chứ em. Kìa anh. Thưa bác cậu về. Ừ. Chào. Không phiền nha anh bạn. Sao, mày đi được chưa nhẹ? Đi đi con. Đi đi, đưa đây cho má cầm cho. Đi đi. Chào nha anh bạn. Đi đi. Dạ. Thời gian vừa qua, chúng ta đã có những hiểu lầm không hay với nhau. Một phần là lỗi cũng do anh.
anh mời em ly rượu này, mong em hãy bỏ qua cho anh. Xin mời em. Xin lỗi anh, lúc này em bỏ rượu rồi. Vậy thì em mang đồ ăn nha. Nè, anh đi em. Má ơi. Má ơi má. Ủa? Đây nè. Anh Kiều Như, em tới hồi nào vậy? Con đi đâu vậy? Kiều Như tới chơi cả buổi rồi đó. Dạ, con đi ra ngoài có chút chuyện. Em tới thăm bác. Sẵn thấy bác đang nấu cơm nên em phụ luôn. Má, cô cần con ra sao phụ gì nữa không? Thôi, xong hết rồi. Con Kiều Như ở đây, má không cần con nữa đâu. Dạ thôi trễ rồi, con xin phép bác con đi về. Ừ, đâu có được. Con phải ở lại ăn cơm với bác với anh Tuấn chứ. Em ở lại ăn cơm với má anh với anh đi. Dạ. Hạt mưa rơi bao lâu chạm vào tim em đâu, hạt mưa rơi cho anh nhớ em, hạt mưa rơi trong tim cồn cao như nỗi nhớ. Mỗi mùa mưa qua mùa xa, hạt mưa rơi bao lâu, mình yêu nhau bao lâu, mình xa nhau bao. Xin mời em ngồi. Em hát hay lắm, nhưng mà từ chiều tới giờ anh thấy là hình như em không được vui. Em có chuyện buồn gì hả? Có thể kể cho anh nghe được không? Có gì đâu anh, em bình thường mà. Sao tự nhiên em lại bỏ rượu vậy? Tại không thích. Không thích thì không uống nữa. Vậy thôi mà. Có ai tác động tới em sao? Tại sao lại hỏi như vậy? Thì tại vì anh thấy hơi lạ. Lúc chiều em đi với thằng kéo xe đi đâu về vậy? Anh ấy có tên. Anh ấy tên là Tuấn. Anh đừng có kêu anh ấy là thằng kéo xe có được không vậy? Mà anh hỏi vậy có chuyện gì không?
Anh xin lỗi vì đã làm khó chịu. Tại vì anh sực nhớ rồi buộc miệng hỏi vậy thôi. Anh đang có chuyện bực mình sao? Lại là cô ca sĩ đó làm cho anh bực mình hả? Em biết chắc là cô ta sẽ không chịu anh mà. Sao em biết? Sao lại không biết? Anh biết lý do tại sao không? Lý do gì? Vì trong trái tim cô ta đã có một người khác. Ý của em là cái thằng kéo xe dơ bẩn đó hả? Đúng. Nhưng thôi, anh cứ yên tâm. Cùng là phụ nữ với nhau, em biết điểm yếu của tụi em mà. Và em sẽ chỉ cho anh cách để có được cô ta. Cách gì? Phụ nữ yếu lòng rất là dễ thay đổi. Anh thấy em không? Vì thương anh mà phải chịu cảnh tìm qua cho chủ. Anh thấy phụ nữ có yếu lòng không? Anh biết là em thương anh, nhưng mà cách gì em nói đại đi. Em đừng có vòng vo như vậy, anh đang bực mình lắm đó. Coi anh kìa, mê con nhỏ đó quá rồi. Trước tiên anh phải dọn sạch trái tim của cô ta. Phải cho trái tim đó thật sạch sẽ thì anh mới có thể dễ dàng chui vào. Anh vẫn chưa hiểu ý của em. Nghĩa là anh phải tìm cách đốn gọn cái cây ở trong tim cô ta. Và cái cây đó chính là anh chàng kéo xe. Một khi anh đã hạ được nó thì anh sẽ dễ dàng chiếm được trái tim của cô ta. Rất là dễ dàng, giống như là anh thò tay vào túi và lấy ra một món đồ. Rất là dễ dàng. Nhưng mà hạ nó bằng cách nào đây? Nhìn nó thư sinh vậy nhưng mà nó cũng lì lợm lắm. Chỉ một chữ thôi. Tiền. Chắc chắn là anh chàng kéo xe đó rất là nghèo. Cho nên anh chỉ cần dùng tiền là có thể hạ được anh ta rồi. Em đúng là một cô gái thông minh. Bây giờ thì anh hiểu rồi.
Anh Tuấn, Lê Giang Tuấn. Gì anh hả? Tuấn. Gì hả? Trời, em sao vậy? Nè, sao em uống nhiều quá vậy? Em say rồi đúng không? Hả? Em say rồi. Em sao vậy? Say quá sao không về nhà nghỉ ngơi đi? Còn qua đây làm cái gì nữa? Em vừa diễn xong, em nhớ anh quá, em tới thăm anh. Bộ anh không muốn gặp mặt em hả? Em nói cái gì vậy hả? Từ chiều tới giờ anh giận em đúng không? Em đừng có nói khùng như vậy. Làm gì có chuyện đó. Nè, sao em đã hứa với anh là không uống rượu nữa mà bây giờ say mềm là sao vậy? Em thương anh, mà em cũng thương cho thân phận của em nữa. Tại sao mình mới thương nhau mà mình gặp nhiều trắc trở như vậy hả anh? Tất cả là do em hết á. Em ghét cái hoàn cảnh của em. Em ghét em quá à. Em say vô á, em lại nói khùng cái gì nữa vậy? Hả? Anh có còn thương em không? Hả? Hả? Đương nhiên là anh thương em rồi. Thôi, để anh đưa em về nhà nghỉ nha. Anh nói đi, anh có thương em giống như là trời cao biển rộng, như là biển rộng sông dài, như là cây, như là em nói cái gì vậy? Say rồi nói năng lẩm nhẩm, ăn nói linh tinh quá. Thôi để anh đem về nha. Đi. Không về. Em không về. Đêm nay em muốn ở lại đây với anh. Em không về. Em sẽ hát cho anh nghe. Hả? Em sẽ hát cho anh nghe. Có nhau một khuya rồi, để cho má anh ngủ chứ hát cái gì nữa. Khuya rồi đừng có hát. Thôi, anh đem về cho. Đi em. Nè, ai nói là em đi không nổi? Em đêm nay em sẽ ở lại đây với anh. Nhưng mà trời đất ơi, đứng còn không nổi nữa mà đòi đi về cái gì. Thôi, để anh cõng em về cho. Khổ ghê. Tình yêu. Thôi, hát cái gì? Em say lắm rồi. Ngủ đi, anh cõng em về nhà được rồi. Em muốn hát mà. Thôi được rồi, em hát đi. Mà hát nhỏ nhỏ thôi nha. Yêu là chết trong những gì hả? Sầu. Em hát cái gì mà hát lớn như vậy? Bả tàu họ nghe họ bắt mình bây giờ. Tính phải làng phá xóm hả? Vậy em hát nhỏ nhỏ thôi nha. Hát nhỏ nhỏ thôi. Trong những u sầu. Được rồi. Và tình yêu vẫn luôn mang phép nhiệm màu. Nè, anh có biết không? Biết cái gì? Mới lần đầu gặp anh, em đã thương anh rồi đó. Nhưng mà em thương anh, em lại giả bộ ghét anh. Người ta nói á, ghét củi nào
trời trao của đó. Em phải ghét anh thì ông trời mới trao anh cho em. Anh thấy em có khôn không vậy? Có, em khôn lắm. Coi chừng. 62. Dạ. Dán vào trong luôn. Rồi. Dạ. 65. Ghi là anh ta. Anh tìm tôi có chuyện gì? Anh nói nhanh đi, tôi không có thời gian đâu. Cứ bình tĩnh đi ông bạn. Làm cái gì mà nôn nóng vậy? Sao? Thì ra là ông bạn nghỉ kéo xe để qua đây làm việc. Công việc có tốt không? Có gì á, cứ nói thẳng đi, đừng có dọc dò nữa. Chuyện này cũng tế nhị thôi. Nếu ông bạn đã nói vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn. Thiệt tình là từ trước tới bây giờ tôi chưa bao giờ xuống nước dai, nhưng hôm nay với ông bạn sẽ là một ngoại lệ. Tôi muốn ông bạn nhường Quan Nhị Hà lại cho tôi. Nhường Nhị Hà? Anh nói sao tôi nghe cô ấy giống như một món hàng vậy? Nhường qua rồi nhường lại. Nhường làm sao đây? Tôi không có chủ quyền với cô ấy, làm sao mà nhường được? Nếu như ông bạn nghe chói tai thì tôi sẽ nói theo cách khác. Ông bạn hãy rút lui, để cô ấy lại cho tôi, được chưa? Ông bạn cứ yên tâm, tôi sẽ không để ông bạn thiệt thòi đâu. Với cái suy nghĩ này thì tôi thấy tình cảm với anh giống như một trò đùa vậy. Anh chỉ có thể mua được những thứ hư ảo giả tạo thôi. Còn tình yêu thực sự nó phải xuất phát từ trái tim, chứ không phải là sự tính toán trao đổi như vậy. Quan điểm của tôi là như vậy. Thứ gì tôi cũng có thể coi là một món hàng. Những gì đã nói tôi đã nói rồi. Tôi không muốn bàn về quan điểm sống nữa. Tôi chỉ muốn ông bạn hãy rút lui khỏi cuộc đời của cô ấy, được chứ? Không bao giờ. Vậy sao? Với số tiền này thì ông bạn sẽ làm cho mọi khó khăn của mình tan biến hết, mọi ước mơ trở thành sự thật. Chỉ cần ông bạn rút lui, ông bạn sẽ có nó. Sao? Ông bạn chê ít hả? Để tôi nói anh nghe, đúng là ít. Quá ít để mua một tình cảm. Được, vậy ông bạn cứ nói thẳng ra đi. Tiền bạc không thành vấn đề, cho một con số cụ thể đi. Vậy tôi sẽ nói thẳng với anh một lần duy nhất và cuối cùng. Mong anh nghe cho kỹ đây. Mặc dù anh có bao nhiêu tiền cũng không thể nào mua được tình cảm mà tôi dành cho Quan Dị Hà. Tôi yêu cô ấy và sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu này. Mày nghĩ là mày xứng đáng với cô ấy hay sao? Cô ấy là một ca sĩ, vừa tài năng vừa xinh đẹp. Cô ấy phải được sống trong sung sướng và giàu sang. Mày lo được cho cô ấy hả? Mày chỉ là một thằng nghèo khổ, bần hèn. Mày thì làm được cái gì? Chẳng lẽ mày bắt Nhị Hà phải chịu khổ suốt cuộc đời hay sao? Tình yêu của mày là như vậy hả? Hả thằng khốn? Mày chỉ là một thằng nghèo khổ, bần hèn.
Mày thì làm được cái gì? Chẳng lẽ mày bắt Nhi Hà phải chịu khổ suốt cuộc đời hay sao? Tình yêu của mày là như vậy hả? Hả thằng khốn? Anh làm sao vậy? Không, anh đâu có sao đâu. Tại vì thấy em đẹp quá. Xạo quá đi. Nè, bữa nay ăn mặc đẹp như vậy, định đi hát luôn hay sao vậy? Không, bữa nay em không có đi làm. Em xin nghỉ một bữa đi chơi với anh nha. Sao vậy? Anh sao vậy? Em thấy anh buồn buồn sao á? Em biết rồi. Chắc là giận em vì hôm qua em muốn say chứ gì. Thôi, em hứa đó, mai mốt anh sẽ không uống say nữa, được chưa? Không, anh đâu có giận em đâu. Em à, hay là bữa nay mình đi uống rượu với nhau đi. Anh với em chưa nhậu với nhau lần nào mà đúng không? Cái gì? Đi uống rượu hả? Có biết uống rượu không mà bà đặt rủ người ta uống rượu vậy? Nè, đừng có coi thường người ta nha. Anh uống cũng được lắm á. Thôi được, vậy thì em chấp anh luôn á. Chưa biết ai hơn ai mà đòi chấp hả? Thôi được rồi, vậy thì bữa nay em sẽ thách đấu với anh. Khùng quá, cái gì mà thách đấu? Anh không dám chứ gì. Vậy thì hôm nay môn phái Nhị Hà Khùng sẽ thách đấu với môn phái Tuấn... Tuấn gì? Định nói năng lẩm nhảm gì nữa đó? Tuấn già dê. Phải rồi, Tuấn già dê. Em nói năng vậy đó hả? Con gái con nứa gì đâu mà nghe thấy uống rượu là hí ha hí hửng à. Kệ tôi. Nhớ nha, hôm nay em nhất định là sẽ hạ anh chết queo luôn. Em khùng thiệt. Anh không hiểu tại sao mà anh mê em nữa. Đi thôi. Nói gì đó? Thôi mà, đi. Đi. Có lẽ là mình đánh giá sai về anh chàng đó. Thằng kéo xe khốn kiếp, anh sẽ giết nó. Anh bình tĩnh đi. Em vừa nghĩ ra một cách có thể thắng được anh ta. Cách gì? Cách gì? Anh ta đang làm việc ở đó, có lẽ chỉ đủ sống thôi. Với bản tính trọng tình hơn tiền, cho nên là sẽ không chịu khuất phục anh đâu. Bây giờ mình phải tìm cách cắt nguồn sống của anh ta. Với cách đó sẽ ép anh ta nhận tiền của anh. Thôi mày uống đi, chứ anh không biết nói gì đâu. Ông Tú chứ mà kỳ quá vậy. Vậy thì em nói hà nha. Uống cạn ly rượu này, chúng ta sẽ hứa với nhau là đời này kiếp này chúng ta sẽ mãi bên nhau, không bao giờ rời xa. Anh không muốn vậy hả? Không, tất nhiên là anh muốn chứ. Mãi mãi bên nhau, không bao giờ rời xa. Càng.
Vậy mà cũng mày đặt rủ người ta đi uống rượu nữa chứ. Chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu nha. Để hồi sau thì sẽ rõ. Còn bây giờ thì hơi sớm đó. Chờ tới lượt anh. Còn ly này, anh chúc cho cuộc đời của em sẽ gặp được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Những gì em mong ước, tất cả sẽ thành sự thật. Và quan trọng là em phải luôn nhớ tới anh. Vậy lúc đó anh ở đâu chứ? Anh luôn ở trong tim của em. Cạn ly. Cạn. Ly thứ ba là phải tới phiên em. Nữa hả? Phải ba ly mới đủ tình đủ nghĩa chứ anh. Ly thứ ba, em chúc cho anh mãi mãi, mãi mãi từ bây giờ và về sau, lúc nào cũng yêu thương em. Dù trên thiên đàng hay là địa ngục, dù vui sướng hay là khốn khổ, mãi mãi anh vẫn yêu em. Em chúc cái kiểu gì kỳ vậy? Nếu mà chúc á thì phải chúc cho người khác, đằng này cứ chúc cho mình là sao? Em thích như vậy á. Bây giờ có cạn không? Cạn thì cạn. Cạn. Là chết trong những ưu sầu, mà tình yêu vẫn luôn mang phép nhiễm màu và luôn mang theo đớn đau. Lòng luôn vương vấn mong chờ, nợ kiếp ba sinh lòng chưa quên. Cho qua ngày buồn chi để tâm tư ném tu đầy, thì thôi buồn ơi cứ đi, để riêng tôi vài phút giây này, để rời